sắp đồ cho thợ đây. Hôm nay là đây là toàn là thợ ghép thôi. Ba màu đẹp chưa? Bốn màu. Màu này đẹp mà, màu này cực tương gia. Màu này cũng đẹp ạ, màu này đẹp không kém. Ai mà không muốn nó quá chóe, quá rực thì cái màu này cũng là màu rất là tôn da và đẹp. Nó sẽ dịu hơn, còn cái màu này cực kỳ rực rỡ và sang. Đặc biệt cái màu vàng nó đi với cái họa tiết báo nó vô cùng đẹp luôn. Nên là ví dụ như áo sơ mi mặc chân váy vào, quần suông màu vàng, éo ôi sao nó hot. Đẹp lắm. Màu xanh đi màu vàng. Mọi người nhìn này. Màu này cũng là màu này. Tuyệt mãi mới được một cái chị, một nhóm mà hai chị em làm về vét, mình ưng ý vô cùng. To lên tí nữa. Nói với chồng thì to thế, nói với nhiều người thì bé thế. Mày phải đi là lót đen này. Cái này trắng nha, mình xé một lúc rất là nhiều màu lót nên là mọi người phải lưu ý nhá. Ghi màu lót vào. Ví dụ mà màu nào mình muốn sử dụng lót thì mình phải ghi chú vào, không nhớ lại thợ người ta pha nhầm là sao nha. Bởi vì cái này là do ý tưởng của mình thôi, mình muốn pha như thế nào thì mình phải ghi chú để cho thợ người ta biết. Thường là mình không chọn cái chất lụa mà nó nhũn đâu, mình thường hay chọn phi lụa. Còn chọn phi ấy, chọn lót mà là chọn phi thì nó vẫn cứ dày, nó bị hơi bị dày quá. Cho nên thường là mình hay chọn phi lụa nhá. Nó cái độ mỏng nó vừa phải, nó không quá dày, nó không quá mỏng, mà nó có độ đanh. Lại tương đối là sung chất, chứ nó không bị bết, nó cũng không bị trơn quá. Và nói nhỏ quá. Phụ nữ, yêu điệu thục nữ chỉ nói thế thôi, không nói được như ai kia. Mấy người chỉ giỏi chiêu người thôi. Lụa đây à? Cái này có giãn không? Đi lụa đều là hàng co giãn hết. Đã là lót thì mình sử dụng toàn là co giãn 2 chiều luôn, chứ không phải là co giãn 4 chiều. Không bao giờ sử dụng co giãn 4 chiều, và cũng hiếm khi nhá, bất đắc dĩ mà mình cái loại mà nó quá độc để mình không thể nào tìm được ấy thì mình mới sử dụng, nhưng mà không mấy khi sử dụng lót không co giãn, chủ yếu là dạ thôi. Có nghĩa là các loại như là dạ, măng tô ấy, thường là mình sử dụng cái loại không co giãn. Nhưng vét thì dáng suông thì có thể sử dụng không co giãn được. Nhưng cái vét dáng suông thì được, nhưng cái dáng mà body ấy thì thường thường mình phải chọn cái lót có giãn để nó đi theo cái sự đàn hồi của cái chất liệu mặc dáng vét ôm. Cho nên là thường mình phải sử dụng có giãn, ưu tiên tối đa cho có giãn. Mình ăn xong rồi chưa kịp mà uống mực hấp nước nào. Chưa đủ ở trong một ngày. Còn cái này là lại dành cho một bạn khác. Cho mình xin hấp nước nào. Đấy, khổ chưa? Quá khổ luôn ấy. Thèm nước chè cho tỉnh táo, nhưng mà nó tỉnh táo quá. Thế là đêm hôm qua, trời ơi, 5-6 lần dậy liền và không thể nào mà ngủ được. Lần đầu tiên mình bị mất ngủ nên sáng ra buồn ngủ rũ cả mắt. Đi xin chồng với Mai hết rồi, không ngủ nữa. Nữa đi cho nó tỉnh táo, còn chiến đấu. Nữa đi. Bây giờ mệt rồi, phải đi tắm đây. Cả một ngày làm việc mệt. Có khi còn bậy bậy một tí bốc mùi rồi đấy. Thôi tắm đi. Nhìn em ghê yêu chưa? Tiểu thư thì thôi. Đấy.
Mai mình sẽ quay chia sẻ cái áo này mặc thu tốt, mặc quần sóc chân cái xòe. Quần su có nghĩa là mặc những dành cho những chị em mà không thích mặc sơ vin. Ngày mai mình sẽ chia sẻ mấy kiểu áo và mấy cái chất liệu áo kiểu xám để mọi người mặc mà chuẩn bị hàng thu nhá. Ok, bye bye. Mình đi đắm rồi. Nóng quá rồi. Áo này quá đẹp.